còn về mức độ xâm, uh, chấp nhận xung đột thì ở các quốc gia hay là các nơi vùng miền nó cũng rất là khác nhau ví dụ như ở châu á thì bạn sẽ uh, rất là ngại nói không với đối tác hay là với nhân viên của mình khi nói một cái sự thật nào đấy thì người ta rất là ngại để nói ra và họ không muốn làm tổn thương những cái người đồng nghiệp hay là những cái đối tác của mình nhưng với uh, người mỹ thì một cuộc họp thì bạn có thể là đập bàn đập ghế rời bỏ đi mà không ai nói gì nhưng ở Mexico thì nếu bạn làm điều đấy thì chắc chắn là bạn sẽ không được tha thứ và mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt là kỳ thị ngay. Vậy thì cái mức độ chấp nhận xung đột ở các nơi cũng rất là khác nhau. Tiếp nữa là vai trò theo giới tính. Ở các cái nước mà Bắc Mỹ hay Tây Âu thì phụ nữ họ rất là được đề cao, ở trong họ không có sự phân biệt giữa nam và nữ và trong các cái quyết định lớn thì phụ nữ vẫn được tham gia. Nhưng ở cái vùng châu Á và Hồi giáo thì họ phụ nữ hầu như bị bỏ qua khi mà bàn đến những công việc lớn hay là những cái dự án lớn thì họ không dám giao cho phụ nữ. Và cái sự phân biệt theo giới tính thì ở các nước cũng có sự phân biệt rất là rõ ràng. Còn tại Việt Nam chúng ta thì có văn hóa vùng miền cũng khá là rõ rệt. Ví dụ như ở miền Bắc thì người ta coi trọng về hình thức và nhiều dịch vụ là ra đời. Đúng không ạ? Và họ ở miền Bắc thì khó chấp nhận những cái đổi mới hơn, tư tưởng là còn có đậm một chút phong kiến, đúng không ạ? Nhưng ở miền Trung thì cái văn hóa rõ rệt lên đó chính là cái sự đoàn kết và họ có cái vùng văn hóa vùng miền rất là rõ, nếu mà bạn gặp một cái người miền Trung, người miền Trung mà họ gặp nhau thì họ hầu như là họ giống như bắt gặp một cái tập tập thể ở quê họ và họ sẵn sàng hòa nhập rất là nhanh. Cái tính vùng miền tính độc tôn khá là cao và họ rất là tiết kiệm và chịu thương chịu khó và rất là chăm chỉ. Còn cái văn hóa miền Nam chúng ta thì sao? Người miền Nam lại có văn hóa là khá là đổi mới và khá là chịu chơi, tức là họ sẵn sàng tiếp nhận những cái mới và sẵn sàng làm những cái mới tốt hơn của miền Bắc và miền Trung. Và cái sự khác biệt ở vùng miền ở Việt Nam chúng ta thì cái sự khác biệt nó không quá lớn lắm và đây là những cái đặc trưng riêng của vùng miền. Và nếu mà người ta thường hay nói gì ạ? người Việt, miền, miền Nam thì phóng khoáng, người miền Trung thì chắc chiêu và miền Bắc thì là nói chung là khá trung hòa hai cái vấn đề này. Tiếp theo nữa là về văn hóa tổ chức. Tầm quan trọng của văn hóa tổ chức đúng không ạ? Văn hóa tổ chức thì nó là cái mà định hướng cho cái văn hóa giao tiếp của mỗi thành viên cũng như là cái giao tiếp giữa nhân viên với sếp và ở FPT chúng ta thì có cái văn hóa tổ chức cũng khá là uh, rõ rệt đúng không ạ? và các bạn khi làm việc vào một môi trường nào đấy thì các bạn cần tìm hiểu văn hóa tổ chức để định hướng cái nghề nghiệp của mình thứ nhất là các em có thể tìm hiểu cái cơ sở vật chất của cái công ty đấy tổ chức đấy nhìn vào cơ sở vật chất thì có thể biết được là họ công ty đấy mạnh hay yếu và đọc qua các bài viết về công ty để giới thiệu để biết được cái hiểu biết về họ khi có những cái phần giới thiệu qua cái công ty đấy hay là cách khác là chúng ta quan sát cái hoạt động giao tiếp của các nhân viên ở đấy À, giao tiếp rất là uh, nghi thức hay là giao tiếp rất là thoải mái, xuề xòa với nhau. Và có thể các em có thể phỏng vấn cái người của công ty đã từng làm ở đấy, hỏi xem rằng văn hóa công ty như thế nào, có nghiêm ngặt hay không, có thoải mái hay không, khoảng cách giữa sếp và nhân viên như thế nào, giữa các thành viên ra làm sao và tìm hiểu cách mà sử dụng thời gian. Ví dụ có những công ty là chỉ cần đi làm muộn thì đã bị trừ lương rồi, nhưng có những công ty thì muộn đến 5 10 phút hay 30 phút cũng không thành vấn đề gì, quan trọng là chất lượng làm việc. Thì tùy vào từng văn hóa công ty mà người ta có những cái cách à, luật lệ khác nhau hay là những cái phương thức khác nhau để giao tiếp nói đến à, văn hóa FPT thì các bạn à, sinh viên của FPT Polytechnic cũng đã rất là hiểu về văn hóa FPT trong cái môn học đầu tiên đó là trong bài à, văn hóa học đường rồi đúng không ạ và tôi có thể nói nhắc lại một tí nữa về văn hóa FPT với cái à, câu rất là rõ ràng tôn đổi đồng chí gương sáng đúng không ạ à, Tôn ở đây là gì ạ? Tôn trọng, đổi là đổi mới, đồng là đồng đội, đó là cái văn hóa của nhân viên FPT. Còn với các cái sếp FPT thì như thế nào? Các cái vị lãnh đạo thì có một câu khác đó là trí gương sáng, trí là trí công, đúng không ạ? Gương là lãnh đạo là làm gương và sáng ở đây là sáng suốt. Thì đấy cũng chính là văn hóa FPT. Và văn hóa FPT chúng ta thì coi trọng cái sự đổi mới, coi trọng cái sự sáng tạo cũng như là coi trọng cái sự dân chủ và hầu như là không có khoảng cách nhiều giữa nhân viên và sếp hay là các nhân viên với nhau thì họ rất là yêu quý nhau giống như là một gia đình vậy